Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa đặc phái viên Hồng Phúc với nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh liên quan đến sự kiện nhà cầm quyền Bắc Kinh ngang nhiên xâm phạm thềm lục địa Việt Nam. Kính thưa quý vị thính giả, cả thế giới đang hướng về Biển Đông với việc Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm thềm lục địa Việt Nam. Trên các trang mạng xã hội tràn ngập những phản ứng sôi sục vì đất nước lâm nguy, thì ông lãnh đạo hai ghế, Chủ tịch Nhà nước và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vẫn bí mật khi ẩn khi hiện và tỉnh khẩu. Trong lịch sử dân tộc, khi Sơn Hà nguy biến, thì hội nghị Diên Hồng được triệu tập tại Bình Than. Đức Trần Hưng Đạo ban hịch tướng sĩ kêu gọi toàn dân một lòng đoàn kết đứng lên đáp lời sông núi để chống lại xâm lăng. Bọn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam thì ngược lại, luôn đàn áp những người yêu nước, coi những người yêu nước là thế lực thù địch, gán cho những người biểu tình chống giặc Tàu xâm lăng là gây rối loạn, làm mất trật tự xã hội và âm mưu lật đổ chế độ. Những chiếc mặt nạ bán nước làm tay sai cho Tàu đã lần lượt bị lột xuống. Kính thưa quý vị thính giả, nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh là một blogger nổi tiếng tranh đấu cho tự do tôn giáo và các quyền căn bản của con người một cách rất can đảm và trí tuệ. Ông từng được tổ chức Human Rights Watch tại New York trao giải Hellman Helmet vào năm 2012 và được phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại trao giải tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền năm 2013 tại Hoa Kỳ. Từ Hà Nội, nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn sau đây. Kính mời quý vị thính giả cùng nghe. Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Đáp Lời Sông Núi, xin được trân trọng kính chào ông JB Nguyễn Hữu Vinh ạ. Dạ vâng, xin chào anh Hồng Phúc và xin chào tất cả quý vị khán thính giả của quý đài Đáp Lời Sông Núi. Tôi là JB Nguyễn Hữu Vinh ở Hà Nội, Việt Nam. Dạ thưa ông, tình hình Biển Đông đang sôi động và bọn xâm lược Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm thềm lục địa của chúng ta. Trong khi đó thì Nguyễn Phú Trọng, người nắm hai chức vụ hàng đầu của đất nước, Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Đảng, thì vẫn khi ẩn khi hiện, bình chân như vậy, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thưa ông nhận định như thế nào về trường hợp này thưa ông? Dạ thưa ông, là cái việc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bình chân như vậy, thậm chí rất là yên trí với cái việc mà tổ quốc bị xâm lăng, mà trước cái việc mà đất nước đang còn là không chỉ là nằm gọi là hiểm họa xâm lược, mà thật sự là đã nằm dưới cái một bộ phận của lãnh thổ tổ quốc đã nằm trong dưới gót giày của quân xâm lược, mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cứ bình tĩnh như không và coi như cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên phải có. Thì điều đó không phải là bây giờ mới xảy ra, mà điều đó đã xảy ra từ rất là lâu, từ cách đây phải đến bao nhiêu năm. Một cái điều mà nó hết sức là đau xót là kể từ khi người Cộng sản cầm quyền nắm quyền cai trị cái đất nước này, cướp được chính quyền và cai trị cái đất nước này, thì lãnh thổ của Tổ quốc là một vấn đề bị xem nhẹ. Chỉ đơn giản là cái việc quê hương và lãnh thổ rơi vào tay đó lại là một kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay, hàng nghìn năm nay vẫn với cái âm mưu bành trướng và bá quyền xâm lăng, nhưng nó lại là bạn vàng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì thế mà cái điều này là một cái vấn đề rất là nguy hiểm, bao nhiêu thập niên nay là vẫn không thể là giải quyết được, và những cái tình trạng vẫn cứ tiếp tục như vậy thì đất nước sẽ dần rơi vào sự nô lệ của bọn ngoại bang. Nhưng mà chỉ có tiếc mà một cái điều là người dân Việt Nam vẫn chưa tỉnh ra cái vấn đề này để mà đấu tranh cho cái lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Còn đối với Đảng Cộng sản và như Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn, là cái người còn nắm cả cái chức vụ Tổng Bí thư Đảng cũng như là Chủ tịch nước và không hề quan tâm đến cái việc đó, thì hiện đó chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Bởi vì cái điều quan tâm nhất của những người Cộng sản hiện nay là họ làm sao để họ giữ được cái ghế, giữ được cái vị trí đến đầu đến cổ người dân để mà bóc lột xương máu của nhân. Cái điều đó là chính cái dần cái vấn đề mà đất nước lãnh thổ nó có còn hay không còn, thì chuyện đó không quan trọng với họ. Một cái điều nữa là theo đúng lý thuyết Cộng sản thì chuyện dân tộc, chuyện đất nước, chuyện không quan trọng. Một vấn đề là cái ý thức hệ Cộng sản và cái phong trào cái gọi là phong trào Cộng sản quốc tế. Dạ thưa ông, trong quá khứ đó, những cái cuộc biểu tình của quần chúng để chống bọn bá quyền Trung Quốc xâm lược đó, thì thường bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp, gán cho những cái người yêu nước cái tội là bị các thế lực thù địch xúi dục, gây rối, mất trật tự công cộng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc nhằm lật đổ chính quyền, vân vân và vân vân. Thưa ông nghĩ gì về một cái nhà nước luôn luôn trấn áp lòng yêu nước của người dân rồi vu cáo như vậy thưa ông? Dạ thưa ông, điều đó nó thể hiện rất rõ rằng là họ đang là tay sai những kẻ cướp nước thôi. Điều rất dễ dàng là nói rằng là một cái nhà cầm quyền, một cái chính quyền của dân, của cái đất nước, của dân tộc,
nếu như họ tự xưng ấy, thì đó phải là nhân tố để hoàn toàn tập trung được viên tinh thần yêu nước, tập trung mọi sức mạnh để mà cứu nguy dân tộc, để mà bảo vệ lãnh thổ biên cương của Tổ quốc. Nhưng mà với một cái nhà cầm quyền mà người ta chỉ nhắm nghe để trấn áp lòng yêu nước của người dân, thì chính những kẻ đó, chính thế lực đó mới là chia rẽ cái lòng dân và xúi dục để mà chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Bởi vì có chia rẽ thì bọn họ mới cai trị được. Chứ còn người dân đoàn kết lại tất cả thì họ sẽ không cai trị được. Nhưng mà thưa anh, cộng sản xưa nay giờ vẫn cứ nói xuôi làm ngược, mà người ta gọi là nguy. Cái nguy thì ở chỗ là nói xuôi làm ngược mà không làm có. Rồi tất cả những cái vấn đề như thế là cái nghề nghiệp, gọi là cái đặc tính của người cộng sản, đúng, vốn là dối trá và dùng bạo lực. Khi mà nhà cầm quyền cộng sản gọi rằng người dân, người yêu nước thể hiện tinh thần yêu nước của mình, gọi là thế lực thù địch, thì hiển nhiên họ từ họ thể hiện ra họ là thế lực thân địch, đơn giản vậy thôi anh. Không có gì mà mình thấy là nó lạ, bởi vì cái khi mà người ta mà cố tình trấn áp lòng yêu nước của người dân, cố tình để mà cái biên giới lãnh thổ nằm dưới tay của mọi người bạn, thì rõ ràng đó là tay sai của ngoại bang, không thể nói câu nào khác. Và đấy chính là cái điều mà cái nguy cơ của đất nước là nằm ở chính chỗ đó, chứ không phải là người ta sợ là cái bọn bành trướng quân hùng tướng mạnh rồi là nó này khác. Bởi vì cái dân tộc Việt Nam xưa nay đến giờ cả mấy nghìn năm nay có bao giờ là lớn xem bên một cái dân tộc bè nó vậy, vẫn là nhỏ bé, vẫn là người Việt Nam xưa nay trong một cuộc chiến tranh giữ nước là vẫn là chiến thắng, vẫn là tạo nên những cái chiến công hiển hách. Duy chỉ có dưới chủ nghĩa cộng sản khép nép quỳ gối trước ngoại bang thì đấy chính mới là một cái chế độ phản động, chính mới là thế lực thân địch. Thì họ nói rằng đấy là thế lực thù địch cũng phải thôi anh, bởi vì người dân khi yêu nước thì thù địch với những người, với những cái kẻ phản nước trước ngoại bang, điều đó không phải gì là lạ thành. Là thưa ông, trong những quốc gia dân chủ đó, cái quyền biểu tình là cái quyền căn bản của người công dân, là luôn luôn được ghi trong ở hiến pháp. Thế nhưng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã lần nữa trì hoãn nhiều lần trong bao nhiêu thập niên qua, và cho đến ngày hôm nay thì họ vẫn chưa thông qua cái luật biểu tình. Thưa ông, vì sao ạ? Dạ thưa anh, người cộng sản thì luôn luôn nói rằng là người dân có đủ mọi quyền, cũng như họ bảo rằng là đất nước này có đủ mà cái loại luật pháp. Nhưng mà cũng như bà Ngô Bá Thành là một đại biểu quốc hội của chính cái quốc hội cộng sản Việt Nam đã phát biểu một cái câu rằng là chúng ta có đủ một rừng luật, nhưng chúng ta chỉ xài luật rừng. Thưa ông, chúng ta phải tạm ngưng cuộc phỏng vấn ở nơi đây vì lý do thời lượng của chương trình. Kính mong quý vị thính giả đón nghe chương trình kỳ tới với những câu hỏi. Vì sao Trung Quốc lại gia tăng áp lực lên Cộng sản Việt Nam vào lúc này, lúc mà Trung Quốc đang có cuộc thương chiến với Hoa Kỳ, đang gặp rất nhiều bất lợi cho Trung Quốc? Thế lực thân địch. Bài viết của tác giả Cánh Cò được đăng trên trang blog Á Châu Tự Do. Hai tuần lễ đã trôi qua, việc bãi Tư Chính bị tàu khai thác địa chất Trung Quốc được tàu hải cảnh yểm trợ vẫn loanh quanh rà soát trên vùng biển Việt Nam đang làm cho dư luận dậy sóng lên với hàng trăm nhận định khác nhau. Nhưng chung quy, người Việt Nam trong và ngoài nước vẫn như đang ngồi trên đống lửa vì hành vi xâm lấn trắng trợn của Bắc Kinh đối với Biển Đông. Dư luận tỏ ra phẫn nộ khi miệng Trung Quốc tiếp tục khuyên nhủ Việt Nam nên vì đại cục, trong khi tay thì thò vào tận vùng biển mà Việt Nam có chủ quyền từ bao đời nay. Trung Quốc lâu nay vẫn thế, dã tâm chiếm hết Biển Đông bằng đường lưỡi bò trắng trợn, không ngần ngại dư luận hay công pháp quốc tế. Bắc Kinh vẫn lấy vũ lực làm căn bản đối với những nước nhỏ chung quanh vùng biển mà nó gọi là tranh chấp, mà thật ra là thái độ vũ phu của kẻ vừa mạnh vừa lưu manh nhận vơ chủ quyền các nước về mình nhằm thôn tính một vùng tài nguyên rộng lớn mà từ bao đời nay chúng vẫn thèm thuồng nhưng chưa thể nuốt nổi. Dân chúng thì xôn xao, báo chí sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng cũng được phép lên tiếng. Chỉ có điều, người có trách nhiệm cao nhất vừa bên chính phủ lẫn bên đảng thì lại im hơi lặng tiếng, làm như không phải chuyện của mình. Trong cương vị chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng không hề trấn an hoặc giải thích sự vụ với dân chúng, mặc dù đây là trách nhiệm của ông ta. Trong tư cách tổng bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng cũng không có bất cứ hiệu triệu hay là công văn nào cho 4 triệu đảng viên dưới quyền của ông, biết vấn đề đã trở nên nghiêm trọng, có thể dẫn đến bùng nổ chiến tranh dù là ngắn ngủi. Sự vô tâm đến khó hiểu của ông Trọng không làm cho người dân ngạc nhiên lắm, vì từ bao lâu nay, thái độ kính nhi viễn chi của ông đối với quan thầy Trung Quốc vẫn trước sau như một. Nhưng lần này ông đã đi xa hơn. Thay vì lên tiếng cảnh báo họa xâm lăng từ phương Bắc, thì ông ta lại tỏ ra quan ngại đối với đồng bào của ông, những kẻ mà ông gọi là thế lực thù địch. Theo tin tức từ báo chí,
sáng ngày 20 tháng 7, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật 90 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019 và 10 cán bộ công đoàn nhận giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất. Trong phát biểu chính thức, ông Trọng cho biết cần chú trọng giáo dục bản lĩnh chính trị, tăng cường sức đề kháng trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tuyệt đối không để các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước chân chính của công dân, người lao động, kích động, lôi kéo biểu tình, tụ tập gây rối, làm mất an ninh, trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Rõ ràng, thế lực thù địch mà ông Trọng nhắc tới ở đây không phải là Trung Quốc. Vậy thì bản thân ông với tư cách cao vời vợi như thế, phải gọi là thế lực gì? Một vài người đã nhanh chóng tìm ra cụm từ rất phù hợp với vai trò của ông và đồng đảng của ông, là thế lực thân địch. Vâng, chỉ có thể là thân địch, ông mới im hơi lặng tiếng trước họa diệt vong từ Trung Quốc. Ông thân địch vì chỉ có Trung Quốc mới có thể giúp ông và đồng đảng giữ vững chiếc ghế bằng máu và nước mắt mà nhân dân đang chia sẻ cho ông và hàng triệu đảng viên. Thế lực của ông chống Trung Quốc bằng mồm mà lại yếu như tiếng quốc kêu đêm hè. Vật vã không phải vì yêu thương đất nước, nhân dân mà lăn lộn vì tranh nhau miếng đỉnh chung từ một ngoại bang bất hảo. Thế lực thân địch của ông ngày một lộ rõ tâm thế phản động và phản quốc. Trong khi tàu cảnh sát biển Việt Nam khó khăn tránh tàu địch nhiều lần lớn hơn tại khu vực bãi Tư Chính, thì thế lực thân địch của ông trong bờ kéo nhau sang Trung Quốc hợp ca bài ca bán nước. Ngày 21 tháng 7 năm 2019, tại thành phố Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, đã khai mạc hội thảo lý luận lần thứ 15 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề một số vấn đề có tính quy luật trong quá trình hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Tại lễ khai mạc hội thảo, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu đề dẫn với tiêu đề những vấn đề có tính quy luật trong quá trình hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc Hoàng Khôn Minh phát biểu đề dẫn với tiêu đề một số nhận thức về quy luật xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc. Lý luận gì với kẻ thù vậy ông Thưởng? Phải chăng mới lý luận hôi tanh mùi máu của các chiến sĩ hải quân sắp đổ ra cho các ông nâng ly chúc mừng sự thành công tốt đẹp của quá trình hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa? Cụm từ mà ông Trọng trong tư cách tiến sĩ xây dựng đảng đã công khai nhìn nhận là không thể tìm thấy. Bản thân ông tuổi gì mà lượm nó lên, phủi sạch sẽ và tiếp tục mụ mị đảng viên của ông? Các ông và thế lực thân địch của đảng các ông có xấu hổ không khi đọc bản tin Mỹ đả kích Trung Quốc bắt nạt Việt Nam giữa tranh cãi về tàu khảo sát được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố vào ngày 20 tháng 7 năm 2019? Mỹ đã lên án Trung Quốc bằng những lời lẽ đanh thép, cáo buộc nước này có hành vi bắt nạt và làm suy yếu hòa bình và an ninh khu vực giữa lúc tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc tiếp tục hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam ở phía Nam Biển Đông. Thông cáo dài của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy một sự ủng hộ gần như rõ ràng đối với Việt Nam trong một tranh cãi gay gắt với nước láng giềng và thể hiện lập trường mạnh mẽ của Mỹ về vụ việc được nói là tàu Trung Quốc cản trở hoạt động dầu khí của các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Đành rằng, Mỹ bảo vệ Biển Đông vì không thể để cho Trung Quốc làm mưa làm gió trên trường quốc tế, mới tỏ ra cứng rắn như vậy, chứ không phải là lo lắng gì cho Việt Nam. Bổn phận lo lắng thuộc về phần hành của các ông, những kẻ mang trên vai đủ thứ danh phận, nhưng không có danh phận nào bảo vệ đất nước. Các ông và thế lực của các ông lo ngay ngáy bảo vệ đảng trước khi bảo vệ chủ quyền đất nước. Vì vậy, đã không ngần ngại tay trong tay với kẻ thù của nhân dân làm điều sai quấy mà lịch sử trước sau gì cũng bạch hóa. Là thế lực thân địch rõ rệt từ những cuộc truy hoan được Mỹ lệ hóa là hợp tác, các ông đã ngang nhiên xem nhân dân là những con cờ bằng gỗ, mặc sức gõ lên mặt chúng những trạng từ nhơ bẩn mà các ông đã học được từ Bắc Kinh. Các ông không còn một chút liêm sỉ, vì vậy trong các trang sử cống rắn cắn gà nhà, bọn các ông tồi tệ chưa bao giờ từng thấy trước đó. Lá bài hòa bình ổn định chẳng qua là gìn giữ tài sản mà các ông và cả thế lực của các ông kiếm chắc được từ xương máu nhân dân, chứ không phải là nhường nhịn Trung Quốc vì sợ hãi chiến tranh gây tổn hại cho đất nước. Đất nước này từng chinh chiến với phương Bắc và cũng từng đánh đuổi bọn chúng về tàu.
Các ông đã từ chối đưa bàn tay ra, nắm lấy sợi dây thừng của Mỹ nhằm kéo đất nước ra khỏi tăm tối dưới bóng ma Trung Quốc, bởi bản thân các ông chính là một trong những bóng ma của dân tộc. Chỉ khác là biết nói tiếng Việt mà thôi. Nhảy múa trên đống chữ nghĩa mà đảng nằn óc viết ra bao nhiêu năm nay cũng không thể làm cho người dân quên chiếc tàu thăm dò địa chất tại bãi Tư Chính, nơi mà nguồn tài nguyên đang nuôi các ông lớn mạnh để bẻ lái con thuyền đất nước theo hướng thân địch. Cứ mỗi tiếng hụ thảng thốt, rách ruột của tàu cảnh sát biển Việt Nam nổi lên ngoài kia, thì trong này nhân dân lại ý thức thêm về vai trò của các ông. Và vì vậy không thể nghi ngờ gì nữa rằng các ông chẳng những đem con bỏ chợ mà còn đem con cho kẻ thù truy sát, để trong bờ các ông cùng nhau hợp ca với nhau bài đồng ca hòa bình ổn định.